Sau cái chết của Đề Nắm, Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế. Bất chấp những khó khăn chờ đợi ở phía trước, ông vẫn bước vào cuộc chiến với một niềm tin sắt đá. Kể từ đây, với tài năng quân sự lỗi lạc của mình, Hoàng Hoa Thám đã trở thành linh hồn của phong trào Yên Thế mãi về sau. Thưa anh em, ta Thân Bá Phước hôm nay cùng anh em ở đây làm lễ tế cờ, trao lại chức tổng chỉ huy lãnh chức tổng thống quân vụ của phong trào Cần Vương đất Bắc cho vị tướng tài ba Hoàng Hoa Thám. Mong thủ lĩnh mới chân cứng đá mềm nhận trọng trách cao cả này, khôi phục và tổ chức lại nghĩa quân ở Yên Thế thống nhất làm một. Trước đất trời và tổ tiên, tôi Hoàng Hoa Thám xin khắc ghi lời, thề một lòng yêu nước thương nòi, quyết chiến với giặc Pháp, núi chí ông cha, bất khuất kiên cường, giành độc lập cho nước nhà. Sau khi trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế, Hoàng Hoa Thám vừa khôi phục lực lượng, vừa tìm cớ hoãn binh với kẻ thù. Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phù dụ đến bao vây tàn sát, nhưng bằng chiến thuật du kích tài tình, Hoàng Hoa Thám đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho chúng những tổn thất nặng nề. Biết đi đâu bây giờ? Đám dân phu như chúng ta bị lùa vào các chiến dịch để tải lương, vác đạn cho quân Pháp, giờ trốn được thì lại bơ vơ, không còn chỗ nào để về. Hay là tham gia nghĩa quân đi, chúng ta hãy lên rừng xin nhập nghĩa quân Yên Thế của ông Đề Thám. Chẳng phải dân gian đã truyền miệng câu đã mang lấy tiếng cu ly, theo quân Đề Thám ta đi lên rừng đó sao? Ừ đúng, Đề Thám là vị thủ lĩnh mà chỉ với 20 nghĩa binh đã dám đương đầu với những đơn vị lớn có Đại Bác yểm trợ, người mà tất cả các sĩ quan Pháp đều bất lực không sao bắt nổi, người luôn làm cho đội quân càn quét của giặc bị tổn thất nặng nề mà phần mình vẫn nguyên vẹn. Ông ấy chính là niềm hy vọng của chúng ta. Sao không thấy ai hết thế này? Có khi nào căn cứ này của nghĩa quân đã bị Pháp phá mất rồi không? Các anh là ai? Tới đây làm gì? Chúng tôi chính là những công nhân ở Bắc Ninh, nay chúng tôi muốn gia nhập nghĩa quân Yên Thế, xin ông thu nhận. Các anh chưa nghe quân Pháp gọi nghĩa binh Yên Thế là gì sao? Là giặc cướp, thổ phỉ, phiến loạn đấy. Vậy thì chắc ông cũng chưa nghe câu truyền miệng của nhân dân rồi. Giặc cướp cướp một con gà, sao bằng quan lớn cướp ba con bò? Chúng tôi không sợ. Ai là con dân nước Nam mà lại có thể ghét bỏ, kinh sợ Đề Thám chứ? Tốt lắm, có tinh thần này, sức mạnh của nghĩa quân tăng lên gấp bội. Mọi người có thể theo nghĩa quân của ta về tụ nghĩa dưới ngọn cờ của Đề Thám. Nhưng mà sao đồn lại vắng thế này? Không còn ai ở đây sao? Bọn Pháp lấy cớ ta có liên hệ với ông Đề Thám để xúi dục công nhân bỏ việc về nhà, nên chúng đã tịch thu toàn bộ gia sản của ta ở đây. Nay ta sẽ đem toàn bộ lực lượng của mình lên thuống thượng. Hay quá, cho chúng tôi đi với. Trở thành thủ lĩnh của phong trào Yên Thế, Hoàng Hoa Thám đã dần khôi phục lực lượng, xây dựng lại căn cứ, tổ chức được bộ chỉ huy mới gồm nhiều thủ lĩnh trẻ và từng bước đưa phong trào bước vào giai đoạn mới. Hoạt động của nghĩa quân càng làm tăng thêm lòng cảm phục của dân chúng dành cho ông. Họ gọi ông là Hùng Xám Yên Thế.